Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn bộ tuyết thay vặn tổng hợp đến từ hãng Yato, Ba Lan. Bộ sản phẩm này có mã là IT12641 với tất cả 18 chi tiết. Đây trên hình ảnh bên ngoài hộp. Hộp của sản phẩm này được thiết kế bằng chất liệu kim loại cứng, dạng nhám, rất là bền và đẹp. Và đây chính là bên trong hộp tất cả bộ sản phẩm của chúng ta, và gồm có các bộ tuyết lục giác loại ngắn được sắp xếp từ nhỏ đến lớn. Trên tay mình đây là một cái đầu tuyếp loại ngắn có kích thước là 11 mm. Và đây là một chiếc đầu tuyếp chuyển đổi 1/2 inch. Sản phẩm này có mã bán lẻ là IT1247. Và đây là cái đầu tuyếp tháo buji 1/2 inch có mã là IT1254. Trong bộ sản phẩm này thì bao gồm có hai cần siết lực, và trên màn hình đang là chiếc cần siết lực loại ngắn có mã là 0315 IT0315 như mọi người có thể thấy. Chiếc cần này có chiều dài là 25 cm. Và đây là chiếc cần siết lực thứ hai. Chiếc cần này có mã là IT1242. Chiếc cần này thì có độ dài là 45,7 cm. Bây giờ thì mình thử lắp cái đầu tuyếp này vào cái cần này xem. Vặn rất là nhạy. Cái cần gạt màu đen này là để mình đảo chiều xoay của cái cần siết lực. Chúng ta có thể đảo đi và đảo chiều ngược lại. Nếu mà gạt cái cần màu đen ở giữa thì có thể đảo sang, vặn sang hai bên. Xoay hai bên đều được. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi và hẹn gặp lại trong các video sau. Xin chào.